Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu về thị trường ngành xây dựng và xu hướng mới trong lựa chọn nhà ở hiện nay thông qua cuộc trò chuyện với khách mời của chương trình. Thưa quý vị, có thể thấy là đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2021 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Và trong đó thì phải kể đến việc là nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản phải tạm dừng hoạt động, nên là hầu như các dự án bị ngưng trệ và lĩnh vực xây dựng cũng gặp khó khăn do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, giá vật liệu leo thang. Thưa quý vị, đứng trước thực tế nói trên thì các doanh nghiệp ở lĩnh vực xây dựng phải làm gì để có thể vực dậy sau đại dịch? Trong chương trình Nhịp sống kinh doanh kỳ này, Mai Anh xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một doanh nghiệp đã khẳng định được tên tuổi của mình qua những công trình có chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những tỉnh thành lân cận quý vị nhé. Nào, hãy cùng theo chân Mai Anh nhé. Sau thời gian phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phú Lộc đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới khi hàng loạt các công trình đã bắt đầu tăng tốc thi công trở lại. Ngoài những công trình nhà phố, biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Phú Lộc còn mở rộng sang các tỉnh thành lân cận với nhiều dự án được thiết kế sang trọng, hiện đại. Trong đó phải kể đến dự án căn biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp nằm trong khu đô thị Swan Bay Oasis, tọa lạc tại đảo Đại Phước, Cù Lao, Ông Cồn, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Có thể nhận thấy, đại dịch Covid-19 đã tác động đáng kể đến xu hướng lựa chọn chốn an cư của người dân. Các gia chủ ngày càng hướng đến lối sống chú trọng sức khỏe, không gian sống riêng tư, an toàn, đồng thời tìm về sự bình yên giữa thiên nhiên để phục hồi năng lượng và cân bằng tinh thần. Thật sự là Mai Anh rất là ấn tượng với kiến trúc ở đây luôn đó anh. Và xin được giới thiệu quý vị, bên cạnh Mai Anh đây là kiến trúc sư Phạm Thanh Tú, là giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phú Lộc. Và công ty Phú Lộc cũng là đơn vị tư vấn thiết kế và thi công căn biệt thự mà nãy giờ Mai Anh đã có dịp và tham quan. Xin chào anh Tú, cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay ạ. Chào Mai Anh, chào quý vị khán giả. Dạ, anh Tú thân mến, đầu tiên khi mà Mai Anh trải nghiệm căn biệt thự này thì mà anh rất là thắc mắc, không biết là căn biệt thự này theo phong cách gì? Đây là căn biệt thự song lập, có nghĩa là hai căn nhà mình ghép lại thành một công trình hoàn chỉnh. Thì căn biệt thự nằm trong khu biệt thự sinh thái. Tất cả các mặt tiền của khu biệt thự này được chủ đầu tư thiết kế chung cho cái mô típ toàn khu. Mặt tiền là mình không thay đổi, nhưng mà nội thất là mình được thiết kế riêng bám theo cái phong cách chung của khu biệt thự sinh thái này. Công trình mang cái nội thất hiện đại bám theo cái mô típ chủ đạo của khu dân cư. Cụ thể là công trình được thiết kế với rất nhiều mảng xanh và mang cái không gian mở. Nội thất tiết giảm được tất cả những cái đường nét để mà toát lên cái vẻ hiện đại của công trình. Và nói một chút về công ty Phú Lộc thì trong thời điểm dịch bệnh vừa qua thì rõ ràng đã tác động rất là nhiều đến tất cả mọi lĩnh vực và xây dựng cũng không phải là một ngoại lệ ạ. Như vậy thì công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phú Lộc của mình có gặp những cái khó khăn gì không và vượt qua như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm không anh? Về những cái khó khăn á thì đương nhiên là tất cả những đơn vị khi mà đại dịch, đơn vị nào cũng gặp nhiều khó khăn. Cái trước mắt là mình thấy là những công trình đang triển khai và sắp sửa triển khai đều phải tạm dừng lại hết. Và cái đội ngũ kỹ sư, đội ngũ nhân công, nhân viên của mình đều phải nghỉ. Và để mà muốn sau này, sau đại dịch mình muốn phục hồi lại được thì mình phải có cái chính sách hỗ trợ để mà thu hút lại đội ngũ sau khi đại dịch hết. Dạ, cụ thể là gì ạ? Ví dụ như là trong đại dịch có người, một số người ta về quê và một số người ta ở lại. Thì đối với những người về quê hay ở lại, mình phải có hỗ trợ về mặt kinh phí. Ví dụ như là trả một hàng tháng một ít lương cho người ta để người ta có đủ cái chi phí trang trải cho cuộc sống trong mùa đại dịch. Dạ, và cụ thể là sau đại dịch thì công ty Phú Lộc đã có những sự phục hồi như thế nào ạ? Thì sau đại dịch thì một số công trình trước đó là lại tiếp tục triển khai và cái đội ngũ nhân sự là rất sẵn sàng để quay về cùng công ty để tiếp tục sản xuất. Lúc trước công ty tập trung chủ yếu nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh và sau đại dịch công ty có mở rộng thêm thị trường các tỉnh lân cận như là Bình Dương và Đồng Nai và
đặc biệt là các tỉnh miền Tây, Nam Bộ. Dạ, và trong thị trường xây dựng hiện tại thì công ty Phú Lộc của mình có những điểm gì khác biệt so với những công ty khác ạ? Trên thị trường thì hiện tại nhìn chung là một số công ty khác người ta chỉ chuyên về một cái mảng, ví dụ như là chuyên về nội thất hoặc là chuyên về xây dựng. Yeah. Còn đối với Phú Lộc thì có nhiều đội ngũ phòng ban từ khảo sát, thiết kế đến xây dựng công trình và thi công nội thất. Yeah. Và đặc biệt là Phú Lộc có một bộ phận chuyên nghiên cứu về những cái thay đổi của xu hướng thị trường. Yeah. Để công ty sẵn sàng đáp ứng kịp theo cái xu thế thay đổi của thị trường hiện tại. Cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Và nói về thị trường xây dựng trong thời điểm hiện tại thì để có thể hiểu thêm về thị trường này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một vị khách mời nữa nhé. Xin giới thiệu quý vị, ở bên cạnh mấy anh đây là anh Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, phó giám đốc phụ trách mảng thi công của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phú Lộc. Xin chào anh Khoa ạ. Chào em. Thưa anh có thể chia sẻ về thị trường xây dựng trong thời điểm hiện tại như thế nào, và riêng với phân khúc nhà phố và biệt thự thì anh nhận định ra sao ạ? Thì nếu theo mình á, thì khi qua đại dịch này á, thì là mọi người sẽ có xu hướng là thích ở là cái dạng biệt thự. Yeah. Nó có tính riêng tư hơn. Bây giờ là để cho nó cái khoảng cách giữa nhà này với nhà kia nó có khoảng cách hơn. Yeah. Rồi người ta sẽ thích là nhà sẽ có cây xanh nhiều. Rồi có thể là trồng thêm rau để tự cung tự cấp. Dạ, thế nên là thị trường nhà phố và biệt thự sau mùa dịch này thì bắt đầu mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đúng không anh? Đúng rồi, quan tâm nhiều hơn thì người ta sẽ là người ta thích ở là nhà ở riêng rẻ hơn là người ta ở chung cư. Và mấy anh thấy là sau dịch á, thì xu hướng này cũng như là thói quen và sở thích của người Việt Nam mình có rất là nhiều những sự thay đổi. Như vậy thì điều đó nó có ảnh hưởng đến xu hướng thiết kế xây dựng của thị trường hiện tại không anh? Có em. Dạng như bây giờ thì người ta vẫn là thích có những cái tiện ích giải trí ở nhà hơn. Hồi xưa thì người ta có thể ra quán cà phê người ta uống nhiều hơn, yeah, không? Người ta đi chơi nhiều hơn, nhưng mà bây giờ là người ta thích có những cái không gian giải trí ở nhà. Ví dụ như về âm nhạc, có cái mảng sân vườn, yeah, gồm có cây xanh với lại là rau rồi để người ta tự cung tự cấp là chính đó. Giờ người ta có cái xu hướng như vậy. Có nhiều nhà bây giờ người ta muốn là làm cái dạng rau sạch mà trồng bằng thủy canh đó. Dạ, và đó cũng sẽ nằm trong phần là công ty của mình sẽ thiết kế cho khách hàng đúng không ạ? Thì nếu mà nhà nào mà có diện tích á, thì người ta vẫn muốn là có cái hồ bơi độc lập. Nhưng mà bây giờ những nhà không có thì người ta vẫn có muốn có một cái mảng có nước để cho nó sinh động thôi. Chứ còn nếu mà hồ bơi có thì càng tốt. Nhưng mà bây giờ cũng nói vậy chứ có nhiều nhà đâu có diện tích đâu mà làm được. Dạ. Và cuối cùng thì anh có thể chia sẻ là trong thời gian sắp tới thì công ty Phú Lộc của mình có những định hướng kế hoạch phát triển như thế nào ạ? Như hồi xưa thì mình là chủ yếu tập trung ở cái thị trường phân khúc biệt thự nhà phố ở Sài Gòn. Dạ. Thì bây giờ là mình có thể là mở rộng ra những cái tỉnh lân cận như Bình Phước, Đắk Nông, Bình Dương. Tại bây giờ cái xu thế mọi người á, bây giờ người ta thích ở nó dạng như là nó có sự riêng biệt so với những nhà kế bên, nhưng mà có nhiều cái nó phụ thuộc vô cái điều kiện kinh tế. Cái định hướng công ty phát triển là sẽ phát triển là thiết kế thi công ra những cái tỉnh lân cận, rồi mình phải nghiên cứu những cái phong cách mới để cho nó phù hợp với lại thị yếu của nhiều dạng khách hàng khác nhau. Rồi mình phải cái sản phẩm của mình á, khi mà thiết kế thi công lên á, sẽ gần gũi với tự nhiên, nó phù hợp với lại thí dụ như hồi xưa ở trong đô thị á, thì cái phong cách nó khác. Còn khi mà mình ra mình phát triển ra những vùng lân cận đất nó rộng hơn á, thì mình thiết kế nó hài hòa với tự nhiên. Yeah. Nhìn cho nó gần gũi với thiên nhiên, người ta có cảm giác như người ta ở như trong cái khu resort rồi hay là như vậy á, thì nó phù hợp hơn. Dạ, cảm ơn anh Khoa rất là nhiều về những chia sẻ của anh ngày hôm nay. Và chúc cho công ty của mình sẽ phát triển đúng theo lộ trình, đúng theo định hướng và ngày càng thành công hơn anh nhé. Rồi, cảm ơn em. Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống Kinh doanh kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.